em. Sau đây thì anh sẽ hướng dẫn nấu ăn cho các em nhé. Khi chúng ta vừa thức dậy thì chúng ta sẽ làm cái gì? Đầu tiên sẽ đánh răng rửa mặt, tập thể dục. Và sau đó chúng ta sẽ phải ăn sáng nhé. Ok, hôm nay anh sẽ hướng dẫn các em làm món bánh mì kẹp nhá. Sau khi chúng ta ăn sáng xong thì các em sẽ uống thêm một ít sữa nữa nha. Và sau đây anh sẽ hướng dẫn các em. Wow. Chúng ta sẽ có món nước chuối này, đổ cho cốc vào đây. Wow. Chuối mà kết hợp với dâu thì sẽ xem sao. Sô-cô-la. Anh sẽ rót cho các em một sô-cô-la nha. Wow. Cho một ít kem vào. Cho một ít dâu tây. Wow. Cho 3 quả luôn. Cắm úp vào nào. Thành công một món sô-cô-la, kem và dâu tây. Rất ngon luôn. Và đến đây là hết rồi. Video tiếp theo anh sẽ hướng dẫn các em rất nhiều các món ăn khác nhé. Chào các em.